con trai giống như một chủng loài khác vậy. Xem mấy bạn hướng đạo sinh nam nè, trong môi trường sống tự nhiên của họ, như bạn thấy, họ có vẻ đang đánh nhau. Nhưng nay, Jim và Dylan sẽ nhớ mùa hè này trong thời gian dài đó. Trại của họ có cố vấn mới và có nàng rất đặc biệt. Gặp Annie nè, cô nàng đủ khả năng, thông minh và nghiêm khắc. Những chàng trai vẫn không biết Annie là kiểu người như thế nào. Họ nghĩ đây hẳn là một sai lầm nào đó. Cô ấy không thể làm gì, đúng không? Nhầm to. Annie đã đi bộ đường dài qua cả vùng Amazon một mình đó. Và cô là hướng đạo sinh hạng cao nhất trong nước. Mẹ thiên nhiên là bạn thân nhất của cô, và sinh tồn là tên đệm của cô. Những chàng trai nên biết ơn vì có một cố vấn như cô nàng, và họ nên nhìn nhận cô một cách nghiêm túc. Một trong những kỹ năng sinh tồn quan trọng nhất là biết cách tạo ra lửa. Nhưng những chàng trai đang quá bận rộn tranh giành cô cố vấn mới. Thay vì chú tâm vào bài học, họ còn không nghe hết chỉ dẫn của cô. Bà đã thử phương pháp của riêng mình rồi. Dylan đang cố dùng kính của mình để tạo ra lửa, và Jim đang cố làm tia lửa bay lên bằng khuôn mặt nóng bỏng của mình, nhưng mà không thành công. Giờ tới lượt của Nay. Đây là lần thứ 8 anh chàng đến trại hè, nên cậu biết rất nhiều về cách tạo lửa. Nhưng cậu chẳng biết gì về an toàn cả. Để ngăn cháy rừng, Annie phải túm lấy đám mây gần đó và bắt mưa ra. Nếu không có cô Annie, thì những chàng trai đã gặp rắc rối nghiêm trọng rồi. Dylan yêu khoa học. Cậu luôn hỏi những câu hỏi và tìm kiếm câu trả lời ở trong sách. Nhưng đôi khi, đọc sách có thể tốn rất nhiều thời gian. Nhưng khi câu hỏi là về đánh đuổi lũ muỗi đi, thì bạn không có nhiều thời gian như vậy đâu. Này, hoàn toàn trái ngược với Dylan. Cậu là chàng trai của hành động, và cậu nghĩ cuốn sách về muỗi này sẽ hữu ích nhất khi làm vũ khí. Nhưng họ lại quên họ ở đâu nữa rồi. Nếu như họ muốn học, họ nên lắng nghe cô Annie mới phải. Truyền thống trại hè lâu đời là kể chuyện kinh dị bên đống lửa trại. Ai cũng có câu chuyện kinh dị của mình. Vài người sợ gấu, vài người khác thì có câu chuyện rùng rợn về rắn. Và người như Jim có những chứng sợ rất kỳ quặc. Jim nghĩ điều đáng sợ nhất trên thế giới chính là thức dậy với một cục mụn. Chỉ nghĩ về điều đó thôi đã làm anh chàng sợ chết khiếp rồi. Jim yêu mẹ mình hơn bất cứ thứ gì. Nhưng khuôn mặt đẹp trai của cậu đứng sát ở hạng 2, nên khi cậu không ở với mẹ, cậu yêu bản thân mình nhất. Cậu có thể say mê nó đến nỗi không còn nhận ra thứ gì xung quanh nữa. Thật đó, không gì hết. Ít nhất thì cô Annie đang rất chú ý. Cô bắt đầu đánh lui chú gấu đi. Và Jim, Jim sẽ chẳng bao giờ thay đổi đâu. Điều quan trọng với một hướng đạo sinh nam là phải biết sơ cứu. Những chàng trai đang có cơ hội ngày hôm nay để nhận huy hiệu khen thưởng sơ cứu của họ. Nay muốn làm đầu tiên, cậu có ưu thế ở đây, vì cậu đã hoàn thành trại hè này vài lần trước đó rồi. Cậu có khởi đầu tốt. Nhưng rất nhanh, cậu mắc một sai lầm lớn. Anh chàng vẫn không học được gì cả. Thật luôn. Có lẽ Jim sẽ làm tốt hơn. Cậu bắt đầu thử hô hấp nhân tạo, nhưng sẽ khó cho cậu chàng đó. Cậu chỉ có thể hô hấp nhân tạo cho ai đó nóng bỏng thôi. Đó là lý do cậu giữ bức ảnh của chính mình. Chỉ trong trường hợp phải hô hấp nhân tạo cho một người như Dylan. Nhưng Jim tốn quá nhiều thời gian khen ngợi chính mình. Ôi chao, để bật thầy làm cho nè. Nathan phát cuồng về cô Annie. Cậu chưa bao giờ gặp một người phụ nữ mạnh mẽ và gan dạ như vậy.
Cậu làm một bó hoa cho cô. Cậu chuẩn bị nói cho cô cảm xúc của mình. Nhưng Dylan bắt gặp cậu. Cậu cũng yêu cô Annie nữa. Cậu biết cậu không thể thắng này nếu như đánh nhau. Nên để thoát khỏi cuộc thi đấu, cậu quyết định chơi bẩn. Anh chàng gài một cái bẫy, Nathan sẽ không thể nào bỏ qua được. Tất cả theo kế hoạch, Nathan kết thúc trong tình trạng lộn ngược. Ai mà biết cậu ta sẽ ở đó bao lâu nếu cô Annie không tình cờ đi ngang qua. Để làm mọi thứ đơn giản hơn cho các chàng trai, cô Annie có một cái bảng ghi nội quy trại hè. Nhưng những chàng trai không quan tâm đến nội quy vì chẳng ai quan sát. Nay quyết định viết thông báo của chính mình lên bảng. Nhưng có vài vấn đề với thông báo của cậu. Khi Dylan thấy, cậu không thể không sửa nó. Ngay khi anh chàng rời đi, Jim tiếp tục việc sửa chữa. Đến lúc cô Annie quay lại, cái bảng có một tin nhắn trên đó viết là Jim đang yêu chính mình. Dylan cuối cùng đã sẵn sàng để nói cô Annie nghe cảm xúc của mình. Cậu chuẩn bị tặng hoa cho cô, nhưng cậu bị dị ứng. Cũng không phải dành cho cậu, đúng chứ? Đúng là cho cô gái mạnh mẽ, thông minh và tự tin đó. Nhưng có người không muốn họ đến bên nhau. Và cậu không bao giờ quên một mối thù. Nay quyết định lấy gậy ông đập lưng ông với Dylan. Nhưng mà Dylan không ngốc như vẻ ngoài của cậu nha. Cậu nghĩ ra cái bẫy này trước tiên. Và Nathan không hiểu sao cái bẫy không hoạt động. Và cậu bị dính vào đó. Xin lỗi Einstein. Trong khi cô Annie đang thưởng thức quả mộng của mình, những chàng trai đang luyện tập với dây thừng của họ. Một hướng đạo sinh thực sự phải biết thắt mọi kiểu nút thắt. Người đang giữ kỷ lục thế giới về thắt nút là ông Benson. Người đã tự làm cho mình nguyên ngôi nhà bằng nút thắt. Nhưng những chàng trai không hề gần cấp độ đó tí nào. Thay vì tự học cách làm, Jim lại thách cô Annie làm thử. Ha, tên ngốc. Cậu ta tưởng cô không thể xử lý nhiệm vụ mà chính cô giao sao? Hôm nay cô sẽ không làm ngôi nhà. Khi cô sống ở trong rừng, cô làm nút thắt từ cỏ và bán nó cho kiến. Bạn sẵn sàng cho bất cứ điều gì chưa? Bạn không thể tin bất cứ ai ở đây, vì người lãnh đạo cũng có thể gặp rắc rối. Cô Annie đang bị quấn vào dây leo. Những chàng trai đang rất hoảng sợ. Họ không hề biết phải làm gì cả. Điều duy nhất họ có thể nghĩ là hét lên nhờ giúp đỡ. Ồ, họ rõ ràng là thất bại trong nhiệm vụ rồi. Bạn không xứng đáng với huy hiệu của mình. Nếu những chàng trai muốn lấy huy hiệu lại, họ phải chứng minh họ xứng đáng có chúng bằng cách tìm ra cô Annie. Nghe có vẻ dễ đó nha. Nhưng những chàng trai không tìm nhau, mà đang tìm nữ hoàng rừng rậm. Đó là tên những hướng đạo sinh trong quá khứ gọi cô Annie. Cô nàng là nhất về ngụy trang. Có lần cô dành một tháng bí mật ở trường của cá răng đao, và chúng không hề nhận ra. Thế nhưng những chàng trai vẫn chỉ có thể tìm thấy nhau. Và nếu cô không chán việc chờ đợi, họ có thể đã chẳng bao giờ tìm ra cô. Cô giúp họ bị thương hại và còn trả huy hiệu lại cho họ nữa. Thật là một mùa hè thú vị. Nhưng mọi điều tốt đẹp đều phải kết thúc thôi. Cô Annie phải nói tạm biệt với những chàng trai rồi. Và họ phải về nhà hay quay lại trường học. Đây là năm thứ 9 Nathan đi lại trại hè. Những chàng trai không muốn rời xa cô. Và sâu trong trái tim cô, Annie cũng khá gắn bó với mấy tên ngốc này nữa. Vào lúc bắt đầu năm học, những chàng trai có một bất ngờ siêu lớn. Giờ họ có thể dành cả năm cùng nhau rồi. Vì giáo viên mới của họ cũng là cố vấn trại hè. Vậy nên bạn phải học chăm chỉ đó nha.
không có nếu, và hay nhưng. Cuộc phiêu lưu tiếp theo là băng qua khu rừng của tri thức. Bạn có thích câu chuyện mới của tụi mình không nào? Bạn thích phần nào nhất? Nói tụi mình nghe trong phần bình luận nha. Và đừng quên like video này và đăng ký kênh để không bỏ lỡ video mới nào từ Trum Trum Trick nè.